hít ga bằng cả. Sau lưng quý vị là chợ Bến Đình. Tôi sẽ giới thiệu quý vị một con đường biển có thể nói là đẹp nhất Việt Nam luôn. Từ bắt đầu từ hít ga Phật Đà. Đó là con đường này, đi hết con đường này. Một con đường nối dài nó có 3 tên đường. 4 tên đường luôn. Tức là nó bao quanh cái Vũng Tàu. Tức là thành phố nó nằm phía trong, còn lại ở ven ngoài là biển. Trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa, cái trung tâm của Vũng Tàu nó nằm ở trong khu vực Bến Đình như thế này. Đại lộ Lê Lợi đó, đường Hiếu Sinh Quân rồi đó. Thì sau bãi, người ta để nguyên cái bãi biển phía trước cái sau để thiên nhiên, tự nhiên. Thì sau 75 mà từ thập niên 90 qua 92 ngàn, người ta có phát triển cái biển. Đó là chùa nhiều lắm, 5-6 cái chùa rồi. Đó, phía trước mặt là cái chùa rất là đẹp. Trúc Lâm, Tịnh Xá. Bên tay phải là chùa Cổ Đà. Giáp đây là chùa Cổ Diệu. Nói chung đất Bà Rịa Vũng Tàu này là chùa nhiều nhất Việt Nam. Mấy chùa này tôi đi hết rồi. Tôi ở Vũng Tàu này 15 năm rồi. Bữa nào tôi không biết. Tôi rất là rành. Vô trong này là bắt đầu sắp đến khu chợ Bến Đá. Chợ phường 5. Lúc nãy tôi có quay cái chợ Bến Đình cho quý vị coi. Hình như cả một cái video khác. Biển nó lên tay phải nè, là đi cái nhà dân nó lắp nè, mua đèn người dân đó, chợ Bến Đá đó, cá ta đem ra ta bán nè, đó, cá bán ngoài đường luôn, ở trong chợ cũng có luôn. Khu này là cá tươi nha quý vị, đây cái cảng cá trong này, ôi tai nạn giao thông rồi. Sao không, có sao không? Ô, có em bé nữa, không sao, may quá. Đỡ luôn đi, đỡ luôn đi. Ô, không sao, em bé không sao. Khu này mà quý vị đi về buổi chiều á, là thấy người ta đem cá ra đây, người ta phơi rất là nhiều. Cái cá ở đây phơi, không có bán, mình ăn được quý vị, mặn lắm. Nó đưa lên cái bồn cao, bồn cao nguyên á, bán cho những người thượng á. Đây là nghe một đặc trưng của biển, cá khô, nước mắm. Dân ở đây sống bằng nghề lưới đó. Bây giờ trước mặt quý vị là bắt đầu biển rồi đó. Đó, cá ta chở lên ta bán thấy không? Ta để ngoài thấy không? Cá này, đó, quá trời cá thấy không? Rồi bắt đầu từ đây là nó sẽ biển quay chạy hết một cái dòng này, nó qua địa bàn là con đường Trần Phú, qua Thì Vân, bọc về Nguyễn Văn Linh và giáp một dòng. Thi đập báo thấy có cái tàu hàng nào nó cháy ở đâu ngoài khơi Vũng Tàu này nè, chữa 7 ngày 7 đêm gì đó, sáng nay bận quá chưa có đập kỹ tàu đậu đó. Trên này là núi, bên tay trái là núi. Hồi xưa tôi ở đây
tôi thấy tôi quen mắt rồi, thấy nó bình thường. Nhưng thật sự khi tôi đi nhiều năm rồi tôi quay lại thì tôi mới thực sự cảm nhận là cái con đường biển này đẹp. Ở phía Bắc tôi không biết, nhưng mà có thể nói đẹp nhất Việt Nam luôn, nhất miền Trung luôn. Tại vì có nhiều cái lý do lắm. Ồ, đây xây resort rồi. Tiêu. Đẹp hơn biển Trần Phú, đẹp hơn biển Đà Nẵng, đẹp hơn biển Mũi Né luôn. Lý do thì như vậy, buổi tối á, hoặc buổi chiều hay ban ngày thôi, cái gì đứng ngay cái eo biển phía trên á, ngay chỗ bãi trước tí á, ngay cái đường mình lên ngõ đăng á, quý vị sẽ nhìn thấy toàn bộ luôn. Cái đường biển nó uốn cong nhìn thấy toàn bộ. Và ở bên phải rất ít xây dựng và hầu như không xây dựng, mới xây dựng một vài năm lại đây thôi. Cho nên thì quý vị đi dọc đường biển có thể nhìn ra thấy biển. Còn chẳng hạn như đường Trần Phú, Nha Trang, quý vị nhìn ra không còn thấy biển nữa. Người ta xây resort lắng ăn hết. Ở Vũng Tàu người ta tập trung bên tay trái, tức là bên tay trái như bây giờ nè, thì người ta có khách sạn nhà đúng không? Nhưng bên tay phải hầu như rất ít, mới đây thôi. Đó, đi như vậy có thể thấy toàn biển nè, rất là đẹp. Đó, ví dụ đứng ngay chỗ phút eo này, quý vị có thể nhìn lên thấy bãi trước. Đó, thấy chưa? Hôm nay trời mưa, mù. Đó, đã nhìn thấy bãi trước rồi. Đã nhìn thấy cái núi lớn ở trên kia rồi. Bên trái trái quý vị, bây giờ là chỉ có đại gia mới có tiền mua nha quý vị. Người ta xây resort biệt thự ở trên núi. Đây, người ta chụp hình từ xuống. Rất tiếc là bây giờ người ta bắt đầu cho xây cất những cái nhà ở phía bên tay phải rồi, như quý vị thấy. Trong tương lai, nếu vì tham lợi nhuận thì chúng ta sẽ không còn thấy một cái bãi biển xanh đẹp chạy nữa, mà chạy đây là còn thấy biệt thự luôn. Đây là cái bãi đậu xe. Hôm nay trời âm u quá. Tôi nghĩ những nhà quy hoạch họ vẫn phải để một khoảng không để nhìn ra thấy biển, chứ nó che lấp như phía trước này là thua. Người ta đã bắt đầu lấn biển rồi đó. Đây, quý vị thấy không? Bên tay phải quý vị, những cái đất đó là bắt đầu người ta lấn biển rồi đó. Đó, người ta lấn rồi đó. Đó. Người ta bắt đầu đổ đất đá ra, người ta lấn biển. Hồi xưa ở đây nó có một cái đồ, trước năm 2000 nó có cái hòn rù rì rất là đẹp. Và người ta, hình như người ta làm cáp treo hay là một số cái nhà hàng lớn ở đây, thế lực lớn, người ta lắp luôn cái hòn rù rì. Này đẹo quá. Mình nhớ rằng tôi là thổ địa dân Vũng Tàu này nghe. Ở đây là Đức Mẹ Bảy Dâu. Người ta lắp luôn cái hòn rù rì, thật sự là cái hòn rù rì bây giờ chỉ còn. Đối với những người họ đã từng biết thôi, những người dân ở Vũng Tàu thôi, chỉ cần nó 10 năm nữa thì không ai còn nhớ cái hòn rù rì, rất là tiếc. Rất là dễ thương, kiểu như cái hòn bà đó, nhưng mà nó nhỏ hơn cái hòn bà. Con đường này vẫn còn một con số nữa kìa. Mưa rồi. Ngay đây rồi, lỡ rồi đi luôn cho nó chắc. Mưa có thể view nó vô, cảnh nó vô không đẹp lắm. Nhưng mà đi vậy cho nó thông như thế vậy. Kênh của tôi là quan điểm là trung thực, xấu nó xấu, đẹp nó đẹp. Không lựa chọn hình ảnh đẹp nhất, mà bỏ đi những cái hình ảnh trung thực, cũng như không tạo những cái hình ảnh giật gân không có thật. Đây, khúc này đẹp nghe không? Khu này bây giờ ta làm khách sạn
rất là nhiều, thôn tay rất là nhiều, làm bên trái đúng, đây bắt đầu cho làm bên phải rồi, ủi quá, như vậy nó lấp rồi. Thời điểm tôi ở đây các bạn chỉ mới có 5-6 năm thôi, khu này chưa có cho xây đâu, những cái resort đâu chưa cho xây đâu. Bên tay phải quý vị, quán ăn Gành Hạt là một những quán có thế lực mới có cái vị trí như vậy. Bao nhiêu lần báo chí nói rằng Gành Hào lấn biển, không ăn thua. Hồi xưa nó có một cái quán tè sát bên đó đẹp hơn cái Gành Hào luôn, nhưng một thời gian là bị dẹp lý do lấn biển, nhưng mà sát bên Gành Hào. Đường mà lúc nãy tôi quay vô mà cái đầu đường của tàu giáp biển đó là cái nhà hàng đó cũng là nhà hàng dự bị của Gành Hào. Rồi phía trên này cũng có thêm một cái này, cái chỗ gần tháp treo cũng của họ đó. Đó, bây giờ biển phía trước lộ diện ra phía trước mặt quý vị đó. Đó, đèn kia không? Đúng rồi đây. Hôm nay trời mưa bay bay nên ít khách. Chứ nếu hôm nay mà trời không mưa bay thì giờ này nhiều lắm. Cái những tàu này nó sống nhờ khách du lịch thôi. Chỉ cần do cái địa thế quá đẹp, quá gần ba cái nơi mà giàu nhất ở Việt Nam, đó là Sài Gòn. Cách những tàu có 110 cây, 120 cây, Bình Dương cũng vậy, đây cấp treo. Đi lên núi lớn á, mời quý vị coi lên núi lớn chơi với khỉ, video tôi đã bóp rồi, thêm cái Đồng Nai nữa, tức là tính ra ba cái tỉnh mà giàu nhất Việt Nam rồi. Thì đây là nhà ga cấp treo, làm cái nhà ga này cũng lắng biển ghê gớm đây, bứt luôn cái hòn Cù Rì đây là cái nhà ga này, làm điều đáng tiếc. Tôi thấy cái cấp treo này cũng chả có giá trị gì. Đi bộ lên núi cũng không khó khăn lắm. Mà đây không lấp biển, không sang sạc cái ngọn núi. Đây cái hòn Rù Rì. Đây, khu ẩm thực Rù Rì, tức là đó hòn Rù Rì. Tức là cái này nè, cái chỗ này, cái nhà, cái ông là ông kinh doanh này, ông còn nhớ. Ông ghi lại cái tên thôi, cái tên hòn Rù Rì thôi, chứ hòn Rù Rì là bị cái hệ thống khu du lịch Cồn Mây lắm biển lắp bánh nhạch. Bởi vậy tôi từ lúc đó giờ tôi không lên cái núi lớn bởi vì phá hoại tài nguyên thiên nhiên đó. Quý vị thấy bãi biển đẹp ghê không, người ta không sai, nhìn rộng qua bên kia luôn, tức là nhìn toàn diện bên ngoài thì nhìn thấy biển, chứ không như bãi biển Trần Phú Nha Trang. Bãi biển Trần Phú Nha Trang thập niên 90 rất là đẹp, nhưng sau đó người ta xây resort lên nó lấp luôn cái biển luôn, và người dân cũng không có đường xuống để tắm biển nữa, tại vì đất đó lấp đã cho resort thuê rồi. Còn ở đây thì vô tư nha quý vị, tự sướng vô tư, quý vị có thể đi chiều ra đây tắm biển, có vòi nước công cộng cho quý vị nữa. Ở đây không còn là con đường Trần Phú nữa nha quý vị. Khu này là khu trung tâm của bãi trước.
phía bên tay trái quý vị là đi vô Nội Ô Vũng Tàu. Ai đến đây sợ đi lạc thì cứ chạy ra biển, là chạy vòng tròn cái đường này là cứ nghía vô là lũi vô phía trong là đúng, không thể lạc được. Phía trước mặt phía trên quý vị là núi ngọn núi nhỏ đó, đi qua cái khúc cua này là có cái đường đi lên núi nhỏ đó, mời quý vị coi núi nhỏ núi Tao Phùng ở Vũng Tàu. Đây là cái eo chỗ này là đẹp nhất Vũng Tàu, quý vị đứng có thể nhìn thấy núi lớn núi nhỏ này. Người dân Vũng Tàu cũng hay ra đây họ hóng mát đó. Cái này buổi sáng khách đến đây cũng hay chụp hình lắm, tại tàu ghe nó đẹp, tàu ghe nó về nó đậu ở ngoài ở bên tay phải quý vị đó. Đó cái đường bên này đường núi lớn đó, đây xin lỗi quý vị đi lên núi nhỏ ngọn Hải Đăng. Chỗ này là tàu cánh ngầm đi Sài Gòn, không biết cái tàu mình đi Cần Giờ nó có nằm đây không biết, để bên nào vô hỏi rồi đi luôn, làm video cho quý vị coi luôn. Con đường rất là đẹp, không nắng nha quý vị, cái biển mà biển ngoài Đà Nẵng á nó quá nắng, nó không phù hợp với lại cái người Việt Nam mình thấy nắng sợ, nó chỉ phù hợp với dân châu Âu, dân châu Mỹ thôi. Xứ lạnh nó cần ánh nắng, còn dân Việt Nam mình thấy nắng ở Vũng Tàu thì không nha quý vị. Ở bên tay trái núi nó che, có núi có cây nó che, biển ở ngoài Phan Thiết nên cực thì quá cát quá nhiều, nó bụi lạnh bây giờ. Vũng Tàu này là tuyệt vời nè, không phải tôi ở Vũng Tàu này hơn 15 năm mà tôi định, nhưng thực sự mà nó Vũng Tàu rất là đẹp, có núi có biển. Nó đi hết cái con đường vòng biển này nè, thì nó vòng nó giáp vòng tròn, nó quay vô lại cái cung Bến Đình Bến Đá. Phía trước mặt các bạn là tượng Chúa Giang Tay đó. Niết Bàn Phật Xá ở đây, bên tay trái này, trên đó đó. Thật niên mà trước 2000 nha quý vị, khi đó cái ngành du lịch nó chưa phát triển đó. Cái khu mà khu bãi trước là toàn là quán cà phê đèn mờ không đó nha quý vị. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Đi hết con đường này cho mọi người coi luôn.
quý vị biết toàn bộ nó Vũng Tàu là như thế này. Sơn Trà Marina Club, khu này là xưa của resort Lan Rừng, bây giờ đã thay tên đổi chủ. Khu vực này là bãi dứa rất là sâu, giáp ranh giữa bãi trước và bãi sau. Hết cái khu này là bãi sau. Dân Vũng Tàu thứ thiệt họ tắm biển ở bãi trước, còn du khách họ tắm biển ở phía sau. Bên tay trái quý vị, thời điểm năm 2000 là chưa có nha quý vị, núi nó nhô ra ngoài đường, nó còn hoang vắng, người ta đục cái núi để người ta làm nguyên một khoảng công viên lớn bên tay trái đó, đó bên tay đó, đó. Trước đó là hoàn toàn là núi đó, nó đục cái trọng, đục sát cho núi đó, là cái tượng núi Chúa Giang Tay trên đó, có Chúa Giang Tay. Bên tay phải là nhìn ra cái hòn bà. Đây là khu vực bãi sau. Bên tay trái cái này là một cái biệt thự Bảo Quang, Quang Tăng Minh Phục. Hôm nay mưa lâm râm nhưng người ta không đi tắm biển lắm. Đâu đó nha quý vị, giáp ranh giữa bãi trước bãi sau, giá cả có hơi đắt đấy nhưng sạch sẽ và ít có xô bồ như cái khu vực bãi sau này. Bãi sau này chỉ được có một cái băng ngang là có tấm biển thôi. Không bằng khu vực kia đâu. Từ bãi biển quý vị cứ chỉa thẳng vô là vô nội ô, vô trong đó ăn uống là an toàn. Nhớ đến phố đêm Rùa Thiện, giá cả có hơi mắc so với Vũng Tàu nhưng không chặt chém. Còn quý vị đi lang thang mấy con đường, như một số con đường ở đây là bị chặt chém đó, tại Vũng Tàu này bây giờ một cái lượng cư dân khác mà đến nhiều rồi, người gốc Vũng Tàu không còn bao nhiêu, còn hết chưa tới 5%, để cho văn hóa nó bị mai một. Bãi tắm bên tay phải là bãi tắm, còn bãi tắm không, phía trước cái vậy
là một cái cầu vượt quan điểm của Imperial. Cái cầu này nó thể hiện thế lực muốn xây dựng một cái cầu như vậy là phải cấp bộ cho nó vận tải. Bây giờ nó cái cầu nó bắt ngang để phục vụ cho lượng khách của Imperial là nó nói lên tính độc quyền, đúng không? Tại sao những khách sạn khác họ thua sức xây nhưng mà họ đâu có được phép xây? Ai không muốn khách hàng của mình thuận tiện? Rất nhiều người ca ngợi cái cầu đó, chứ tôi thấy chả có gì để tôi ca ngợi. Tới Paradise là dắt những người Nguyễn Minh là chạy thẳng một vòng nữa là vô tới khu vực Bến Đình, ra lại Mũi Đá, bắt một dàn tiểu đường Thùy Vân. Đây, hết bãi sau. Chính thức ngày hôm nay bắt đầu khu này là khu đất của Đài Loan.